Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành nhãn xứ, chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành sắc xứ, chẳng hành thanh hương vị xúc pháp xứ. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành nhãn giới, chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành sắc giới, chẳng hành thanh hương vị xúc pháp giới. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành nhãn thức giới, chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành nhãn xúc, chẳng hành nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng hành các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành địa giới, chẳng hành thủy hỏa phong không thức giới. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành vô minh, chẳng hành hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành bố thí ba la mật đa, chẳng hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng hành pháp không nội, chẳng hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.